Hiệu ứng thứ hai mà chúng ta muốn giới thiệu trong cái buổi ngày hôm nay đó là hiệu ứng eschew. Eschew thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Eschew nó sẽ giúp chúng ta là giả lập mà một cái không gian ba chiều, để từ một cái đối tượng hai chiều nó sẽ tạo ra một cái độ sâu, giúp chúng ta hình thành ra một cái khối lập phương hay là một cái khối ba chiều. Thế thì ở đây thì cũng nói luôn, trong Corel hay là Illustrator chẳng hạn đấy, mặc dù là chúng nó có cùng chức năng tương đối là giống nhau đấy, tuy nhiên là cũng có những cái phần mà nó mạnh hơn nhau hoặc kém hơn nhau. Thì Eschew ở trong Corel có, nhưng mà nó sẽ không mạnh được bằng ở bên Illustrator. Đấy, khi mà chúng ta cần làm cái gì đó mang tính chất là không gian ảo ba chiều như thế này thì Corel làm được, nhưng mà nếu mà biết thì có lẽ là các bạn làm ở trên Illustrator trong cái phần này nó sẽ hiệu quả cao hơn, nó sẽ làm được nhiều thứ phức tạp hơn. Thế thao tác thì nó sẽ rất là cụ thể như thế này: các bạn chọn công cụ Eschew, và tất nhiên trước đó là phải chọn một đối tượng nào đó rồi. Thế thì các bạn có thể tự tay mình làm, hoặc các bạn sẽ chọn một cái kiểu mẫu nào đó cho trước. Thì ở trên thanh property các bạn có thể tìm tới cái phần preset được cung cấp ngày đầu thanh này, sổ danh sách ra và các bạn chỉ thử vào trong từng cái kiểu mẫu cho sẵn. Thực ra thì trong này thì nó ít kiểu lắm, nó chỉ có vài kiểu thôi, gần như là cái mẫu để cho chúng ta có thể hình dung ra. Các bạn chọn thử một kiểu, các bạn bấm vào đây thì là nó sẽ tạo cái khối từ cái mặt phẳng chính này. Đấy, và nó cung cấp cho chúng ta những cái trường nhìn khác nhau theo các góc độ, nhìn từ trước, nhìn từ sau, nhìn từ phải, nhìn từ trái, vân vân. Thế là nếu mà không thích nữa thì các bạn nhấn nút lệnh clear extrusion thì nó sẽ lại loại bỏ cái đó đi. Thế còn thao tác trực tiếp thì sao? Thao tác trực tiếp là chúng ta chọn đối tượng, chọn công cụ, sau đó thì đưa chuột vào trong cái đối tượng này, sau đó thì các bạn nhấp chuột, các bạn kéo kéo dài, kéo ngắn, kéo sang phải, kéo sang trái, kéo xuống dưới, vân vân. Hướng nào thích hướng nào, cần hướng nào thì các bạn kéo xe theo hướng đó. Và lúc các bạn nhả chuột ra thì nó sẽ tạo ra cái khối có tính chất ba chiều như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Ở cái khối này thì chúng ta thấy là có một đặc điểm là cái khối mẫu, tức là cái mặt phẳng mẫu nó có màu gì, chất liệu gì, thì cái chất liệu đó nó sẽ được gán luôn vào trong cái phần mới phát sinh. Đấy, ví dụ như là cái đối tượng của tôi là vừa nãy tô màu đỏ, thì cái hông, cái phần mà làm sâu ra thì nó cũng sẽ tạo ra cái phần phát sinh có màu giống như bề mặt, tức là cùng một chất liệu luôn. Các bạn để ý ở đây thì nó có mấy cái thứ như thế này: có hai điểm điều khiển, một điểm điều khiển là nằm ở tâm của cái đối tượng mẫu, đối tượng gốc, và một điểm nữa nó có dấu x này, thì cái này nó gọi là điểm tụ, điểm chân trời của cái khối này. Thế và có một cái đường nối từ cái tâm của đối tượng tới cái điểm tụ ở phía sau, và trên cái đường này thì các bạn thấy có một cái vạch có hình chữ nhật trắng như thế này. Các bạn có thể bấm vào đây để kéo nó. Cái này nó sẽ đại diện cho cái giá trị gọi là deep, đó, tham số deep của cái khối giả lập này. Đó là chiều sâu của khối. Cái con trượt này mà các bạn kéo càng gần về phía cái điểm tụ thì cái khối của chúng ta nó càng sâu. Còn nếu mà cái điểm điều khiển này mà chúng ta kéo sát về phía đối tượng mẫu thì nó sẽ gần lại và nó sẽ làm cho cái khối này nó ít sâu hơn. Các bạn có thể kéo trực quan, hoặc các bạn có thể là gì đây ạ? Gia giảm các cái tham số gì đấy ạ? Ở trong cái trường deep này. Đấy. Các bạn để ý cái trường này và cái thao tác kéo của tôi. Khi tôi kéo cái này càng về phía điểm tụ thì tham số này càng tăng. Còn nếu mà tôi kéo về phía đối tượng thì tham số này giảm lại và hình nó trở nên mỏng hơn.
Chúng ta cũng có một vài cái tùy chọn khác nữa được hỗ trợ ở trên Thanh Property. Ví dụ như là chúng ta có một cái danh sách nó gọi là Institution Tip, đúng không? Và nó sẽ cho chúng ta những cái kiểu gọi là làm khối, tạo khối. Đấy, cái tính chất biến dạng của nó như thế nào thì các bạn có thể nhìn ở đây. Nó minh họa rất rõ bằng hình ảnh. Đấy, trước to sau nhỏ, đúng không? Trước nhỏ sau to, vân vân. Rồi thì hai đầu bằng nhau. Tất cả những cái này thì các bạn chỉ việc là bấm vào một cái kiểu nào đó thì các bạn sẽ có những cái phép gọi là biến đổi tương ứng. Thế và chúng ta có thể xoay cái khối này không? Chúng ta có thể xoay khối, và xoay khối thì chúng ta cũng có hai cách. Một là chúng ta thao tác trực tiếp ở trên đối tượng, hai là chúng ta gọi những cái hộp điều khiển ra. Để thao tác trực tiếp trên đối tượng thì chúng ta sẽ làm như sau. Khi đối tượng này đang được chọn mà chúng ta nhấp đúp vào nó thì nó sẽ phát sinh ra một cái khung điều khiển như thế này. Trong đó thì các bạn nhìn thấy một cái hình xanh này, bao có các đường đứt đoạn bao xung quanh, và nó có các cái mũi tên màu xanh nằm ở bốn góc như thế này, nằm ở bốn phần giữa như thế này. Và ngoài ra con trỏ thì các bạn nhìn thấy là mũi tên hai chiều, nó mô tả rất rõ về cái tính không gian. Và bằng cách là đặt cái con trỏ này vào trong cái mô hình này và nhấp giữ chuột, sau đó thì các bạn kéo phải, kéo trái hoặc kéo lên, kéo xuống thì chúng ta có thể xoay trở cái đối tượng này trong cái không gian ảo ba chiều mà nó đang được đặt. Đấy, các bạn có thể là xoay ngang, xoay dọc, xoay đằng trước ra đằng sau, đằng sau ra đằng trước, trên xuống dưới, dưới lên trên, vân vân. Thì tùy vào cái hướng và cái vị trí đặt cái trỏ chuột của các bạn mà các bạn có thể xoay lật trực quan cái đối tượng này. Thế còn nếu mà các bạn không muốn là xoay lật trực quan như thế này thì các bạn bấm vào biểu tượng Extreme Rotation ở đây. Bằng cách là bấm vào đây thì các bạn sẽ mở ra một cái hộp thoại nhỏ nhỏ như thế này. Nó sẽ giúp cho các bạn là xoay lật điều khiển cái đối tượng này ở trong cái không gian ảo. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái mô hình nó giống như cái số 3. Tại sao nó lại chọn số 3? Vì là số 3 có cái đặc điểm là nó tương đối là dễ nhận ra, đó là phân biệt được trái phải trên dưới. Đó. Ở phía bên trái là cái phần khuyết, là chúng ta nhìn cái phần khuyết nằm đâu rồi chúng ta biết đấy là bên trái của đối tượng. Đó. Thế còn ở phía bên phải là nó liền, do đó thì chúng ta phân biệt được cái cạnh phải. Thế và nó sẽ có màu sắc khác nhau một chút. Mặt trước và các mặt hông thì nó tô bằng màu đỏ hoặc là cái màu của đối tượng đó. Thế còn cái mặt sau thì nó được định nghĩa bằng màu xanh. Khi nào mà tôi nhìn thấy cái mặt màu xanh này xoay ra phía trước thì tôi biết đây là tôi đang nhìn nó ở phía sau lưng. Đấy, còn cái mặt đỏ thì sẽ là nhìn ở phía trước. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái mô hình này nó sẽ tương tác cùng với lại cái đối tượng mẫu của chúng ta. Cái hình số 3 này chúng ta xoay trở nó ở góc nhìn như thế nào thì cái đối tượng của chúng ta nó cũng sẽ có góc nhìn tương ứng giống hệt như thế ở trên màn hình. Bằng cách là xoay trở cái mô hình này thì chúng ta cũng rất là dễ để chúng ta xoay cái đối tượng ở trong không gian 3 chiều ảo đó. Thế và có một cách khác là thay vì việc là xoay cái mô hình số 3 này thì các bạn bấm vào cái biểu tượng 30 tọa độ. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ dạng khác, nó cung cấp cho chúng ta ba cái giá trị là x, y, z. X và y thì là hai cái khái niệm tương đối quen thuộc ở trong hai chiều của chúng ta rồi, trục x, trục y hay trục tung, trục hoành của đối tượng. Tuy nhiên là trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy phát sinh ra thêm cái trục z nữa, là cái trục mô tả về chiều sâu. Đấy, và bằng cách là gia giảm các tham số này, bằng cách là gõ trực tiếp hoặc là bấm các mũi tên để mà chúng ta thay đổi tham số thì chúng ta cũng sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó xoay lật theo cái tham số mới. Thế còn trong trường hợp mà không muốn sử dụng cái này thì lại bấm vào đây để quay trở về cửa sổ mẫu. Đây, bấm vào thì chuyển, bấm vào thì lại quay trở về cửa sổ mẫu. Và nếu như các bạn không hài lòng với các thao tác mà các bạn vừa làm, muốn quay trở về cái trạng thái gốc ban đầu của đối tượng lúc mà vừa được phát sinh ra thì các bạn bấm vào cái biểu tượng reverse này thì nó sẽ lại giải chúng ta về cái trạng thái nguyên vẹn ban đầu lúc chúng ta vừa mới tạo ra cái khối này như thế nào.
thì nó sẽ giải chúng ta về đúng cái trạng thái nguyên gốc như thế. Thế đấy là thao tác xoay trở đối tượng ở trong không gian ảo 3 chiều. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ can thiệp về giá trị màu, thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần distribution color. Về mặt nguyên tắc thì lúc đầu tiên tôi đã nói là mặt chính của đối tượng hay là mặt gốc của đối tượng nó là màu gì hoặc chất liệu gì thì mặt hông nó cũng sẽ được dán đúng theo cái chất liệu đó. Tuy nhiên là chúng ta có thể can thiệp sâu hơn bằng cách bấm vào cái nút lệnh Extrusion Color ở trên thanh Property. Khi chúng ta mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy có 3 tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên và là tùy chọn mặc định, đó là Use Object Fill, tức là sử dụng chính màu tô của đối tượng mẫu, đối tượng mẹ. Và đối tượng mẹ có màu gì thì đối tượng con nó sẽ có màu đó. Đây, bây giờ chúng ta thử nghiệm lại này. Đây là một cái đối tượng, khi đã được dán hiệu ứng thì nó sẽ phân ra làm hai phần. Một phần là đối tượng gốc và một phần là các cái phần phát sinh. Nếu như các bạn bấm vào đúng cái mặt gốc này thì nó sẽ chọn cái mặt gốc thôi. Đó, ví dụ tôi đổi màu. Thì các bạn thấy rằng là mặt gốc đổi màu như thế nào thì mặt hông sẽ đổi màu đúng như thế. Và thứ hai nữa là kể cả trong trường hợp mà chúng ta thay đổi cái đối tượng gốc này, ví dụ như là tôi quay nó đi này, hoặc là tôi kéo xiên, hoặc tôi làm bất cứ một cái thao tác transform nào đối với đối tượng gốc, thì những cái dạng phát sinh nó cũng sẽ chạy theo nhưng mà vẫn là trên góc độ là 3 chiều. Đấy. Rồi ví dụ như tôi thay đổi một vài thuộc tính đặc biệt của cái này chẳng hạn. Chẳng hạn như là tôi cho cái này là vát cắt đi. Đấy, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái khối này nó cũng sẽ được vát cạnh theo. Đấy. Biến này. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có những cái biến đổi theo. Cái mặt gốc nó thay đổi như thế nào thì mặt con nó sẽ thay đổi theo y xì như thế này. Các mặt phát sinh hồng. Thế còn nếu mà tôi chọn vào cái hông thì sao? Chọn vào cái hông thì lúc này nó sẽ nhận diện là gì đấy ạ? Nó sẽ nhận diện là đối tượng gán hiệu ứng. Nhưng mà một cái đối tượng như thế này và một cái đối tượng gốc là nó sẽ cũng có những cái nhận định khác nhau đấy nhá. Ví dụ các bạn nhìn này, hai hình hình gốc này là hình chữ nhật tô màu xanh, hình này cũng là một hình chữ nhật tô màu xanh, nhưng mà các bạn để ý là cái nhận thức của nó là nó khác nhau nhé. Khi mà tôi chọn vào cái đối tượng này thì nó sẽ khai báo ở đây là rectangle on layer 1, tức là một hình chữ nhật nằm ở layer 1. Thế nhưng khi tôi bấm vào cái bề mặt này, mặc dù nó chọn chỉ bề mặt này thôi chứ không phải là cả cái phần mà extrude, nhưng mà nó cũng sẽ ghi chú ở đây hơi khác một tí. Nó gọi là control rectangle on layer 1, tức là cái hình chính, một cái hình chính để mà điều khiển cái hiệu ứng gán theo. Đấy. Vẫn mặc dù ở đây nó vẫn nhận diện là rectangle nhưng mà nó thêm cái chữ control. Đấy. Chứ còn cái thằng này thì nó chỉ khai báo là rectangle thôi. Đấy, thì các bạn lưu ý một chút. Và lúc mà tôi bấm vào đây thì nó cũng vẫn nhận diện là đối tượng chính nhưng nó không đưa ra những cái hiệu ứng kèm theo. Chỉ khi nào tôi bấm vào phần hông, tức là cái phần phát sinh, thì lúc đó nó mới hiện lên những cái phần mà điều khiển này. Đấy, đôi khi là các bạn cũng cứ thắc mắc là bảo thầy ơi, sao vừa nãy bấm vào em thấy có những cái điều khiển mà bây giờ em tìm không thấy nữa, là tại vì là cách chọn của các bạn. Đấy, bấm vào cái hông thì nó mới nhận diện được, còn bấm vào bề mặt thì nó chỉ coi như là các cái hiệu ứng, những cái điều khiển thuộc về đối tượng chính thôi, chứ nó không can thiệp vào cái phần mà phát sinh ra là cái phần extrude. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về cái gì. Đây, Use Object Fill là thằng này tô kiểu gì thì thằng phát sinh ra tô kiểu đó. Đó. Nhưng bây giờ tôi bấm vào đây thì sao? Use Solid Color thì trong trường hợp này nó bắt đầu kích hoạt hai cái trường ở phía dưới ra. Nó cho phép chúng ta là can thiệp vào cái màu của cái phần hông này. Thay vì là tô một màu solid duy nhất giống như màu bề mặt, thì nó bắt đầu cho phép chúng ta tô chuyển bằng hai màu. Điều này nó sẽ giúp cho cái việc mà mô phỏng về mặt không gian nó có phải giống hơn. Tại vì khi mà tôi chọn vào đây thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là nó có cái độ khác biệt đi. Đây, ví dụ
thay vì là một màu duy nhất thì bây giờ tôi có thể can thiệp vào một cái màu hồng khác đi. Đây. Xanh, hoặc đỏ, hoặc tím, hoặc vàng, hoặc bất cứ một cái màu nào. Đây. Thế còn ở độ phức tạp hơn nữa thì đây, tôi bấm sang cái thứ ba, tức là Use Color Shading. Thì trong trường hợp này thì nó kích hoạt cho tôi lên thành hai trường cơ. Một trường là màu giống như là cái mặc định, nó để cho chúng ta giống như là màu bề mặt, nhưng nó lại thêm một cái màu nữa để tạo cái cảm giác là sáng tối xa gần. Đấy. Thì với một cái hình như thế này thì chúng ta cũng sẽ có cảm giác là ngoài cái độ hút nhé, là gần chúng ta thì to, xa chúng ta thì nhỏ, thì nó còn tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác nữa là gần thì sáng, xa thì tối. Đấy. Và như thế thì nó sẽ lừa mắt hơn, nó sẽ gây một cái cảm giác với không gian, về cái độ xa gần tốt hơn so với lại cái kiểu là duy nhất có một màu thôi. Thế và ở trong này thì các bạn vẫn còn thấy có một số các cái tùy chọn ở phía dưới này nữa, nhưng mà hiện tại thì nó chưa được kích hoạt lên, tại vì là nó sử dụng cho một cái thành phần nó gọi là bevel, hay là cái độ làm vát, làm dày bề mặt lên. Tuy nhiên là trong cái đối tượng này của chúng ta, do chúng ta chưa kích hoạt, chúng ta chưa tạo ra cái bevel ở trên này, cho nên là chúng ta chưa thấy cái phần màu này nó được kích hoạt lên. Do đó thì chúng ta lại làm quen với lại cái nút lệnh thứ ba trên này. Để kích hoạt cái bevel thì chúng ta sẽ chọn cái nút thứ ba ở đây là nút Extrusion Bevel. Bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra một cửa sổ. Ở trong đó thì đầu tiên để mà lên được cái hiệu ứng này thì chúng ta phải đánh dấu vào cái tùy chọn Use Bevel, và sau đó thì các bạn có thể điều chỉnh cái tham số bevel. Ở đây có hai cách, một là các bạn gia giảm các tham số. Ở đây có hai trường gọi là bevel deep và bevel angle, hoặc các bạn có thể đưa trỏ chuột trực tiếp vào đây, sau đó thì các bạn nhấp và các bạn kéo thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng bevel cho cái đối tượng này. Đấy, một là cái trường này bevel deep, tức là từ cái mặt chính này của đối tượng nó sẽ được dâng lên cao bao nhiêu để tạo thành một khối nổi lên. Thế còn cái bevel angle này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì đấy ạ? Độ nghiêng vát của cái bề mặt mà được làm nổi lên. Các bạn có thể là cho nó vát vào trong, hoặc có thể là gì đấy ạ? Cho nó thẳng đứng lên như thế này. Đấy. Đây là các cái cách điều khiển tạo ra một cái giá trị bevel. Đấy, các bạn có thể làm cho nó vát nhiều, vát ít, sâu nhiều hay sâu ít, vân vân. Và do đó thì chúng ta sẽ có những bề mặt bevel trông nó sẽ khác nhau. Và khi mà chúng ta đã kích hoạt cái thằng này lên thì nếu quay trở về cái tùy chọn Extrusion Color thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái trường này bắt đầu được kích hoạt lên. Mặc định thì cái phần bevel này nó sẽ chịu cái hiệu ứng màu sắc giống hệt như là cái phần phía sau. Đấy, nhưng mà tuy nhiên các bạn thích thì các bạn có thể là can thiệp vào cái này bằng cách là bấm vào trong cái Extrusion Fill for Bevel và kích hoạt cái màu riêng của thằng này lên. Sau đó thì các bạn có thể chọn một cái màu mới nào đó để gán cho cái bề mặt bevel này. Đấy. Thế còn nếu mà trong trường hợp đặc biệt các bạn lại chỉ cần cái bevel thôi thì các bạn lại làm như thế này. Quay sang cái phần Extrusion Bevel này và các bạn bấm vào đây cho tôi, chọn cái lệnh là Show Bevel Only thì lúc này nó giấu quách luôn cái phần Extrude đi, nó chỉ để cho các bạn đây ạ, nó chỉ để cho các bạn cái phần bevel thôi, nó giấu khối đằng sau mà nó giữ lại khối đằng trước. Đấy. Và không thích nữa thì các bạn chỉ việc là đánh dấu bỏ cái phần Use Bevel này đi thì nó lại bỏ cái phần bề mặt làm nổi đi, mà nó sẽ giữ cho chúng ta cái phần mà cái khối được làm thụt sâu ở phía sau. Thế thì đấy là mấy cái phần điều khiển về màu sắc cũng như là cái phần bevel để làm nổi cái bề mặt lên. Và sau nữa thì chúng ta còn có một cái nút lệnh gọi là Extrusion Lighting, thì nó cung cấp cho chúng ta những cái phương án chiếu sáng khác nhau. Tất nhiên thì trong cái phần mà 3D thì Corel nó cũng không có phải là xuất sắc lắm. Đấy, nó không
không bằng được thằng Illustrator, và đương nhiên là không bằng các cái chương trình mà làm 3D khác rồi. Nhưng mà nó cũng có thể mô phỏng được một cách tương đối. Thì bình thường ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái đối tượng này của chúng ta thì gần như là cũng không phân biệt được nó nằm ở trong môi trường ánh sáng hay sao. Khi mà chúng ta can thiệp vào giá trị màu thì bắt đầu trông có vẻ hơi hơi có cái tính chất sáng tối một tí. Tuy nhiên đây mới là sáng tối theo kiểu gần xa thôi, chứ còn cái môi trường ánh sáng chiếu sáng phía nào thì nó cũng chưa được rõ ràng. Bây giờ chúng ta bật cái này lên thì nó sẽ giúp chúng ta đưa ra một cái mô hình bằng cách là bấm vào một trong ba cái đèn được cung cấp ở bên phía trái này, thì bắt đầu chúng ta sẽ mô phỏng cái quá trình là chiếu sáng cho cái khối của chúng ta. Tôi bấm vào đèn số 1 thì bắt đầu các bạn nhìn thấy là cái mô hình mô phỏng về cái sự chiếu sáng này bắt đầu được kích hoạt lên, và chúng ta sẽ luôn luôn thấy là cái đèn nào được kích hoạt thì nó cũng sẽ được ưu tiên là nằm ở phía trước, góc trên và bên phải của cái đối tượng 3D ảo này. Các bạn có thể gia giảm cái tham số intensity này, đấy, mật độ chiếu sáng nó như thế nào thì các bạn có thể kéo bằng cái con trượt mặc định thì nó sẽ để là 100%. Ngoài ra thì còn có một cái tùy chọn nữa là use full color range, thì tắt bật này đi thì nó cũng sẽ tác động tới cái hiệu ứng và chiếu sáng như thế nào. Thì mặc định thì cái này nó cũng đã được bật sẵn rồi, đánh dấu sẵn. Tuy nhiên các bạn không thích thì các bạn có thể bỏ cái này đi, hoặc các bạn có thể là gia giảm tham số thay vì tham số mặc định gốc ban đầu. Và một cái đèn thì nó cũng không cố định, các bạn có thể di nó đi bất cứ cái mặt nào, vị trí nào ở trong cái mô hình này. Thực ra thì nó cũng không có nhiều vị trí lắm đâu, nó chỉ có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vị trí các bạn có thể kéo thôi. Đấy, đây, nhắc lên, tức là các phần giao nhau ở trong cái mô hình này. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi tôi di chuyển cái nguồn sáng thì các cái mặt của các đối tượng bây giờ nó cũng sẽ có những cái giá trị sáng tối khác nhau. Đấy, trong lúc này thì rõ ràng là có sự chiếu sáng, mặt nào mà ngược với lại cái phần chiếu đèn thì chúng ta sẽ thấy là nó bị tối. Và nếu như mà tôi bật nhiều đèn thì sao? Bật bao nhiêu đèn thì nó về mặt nguyên tắc bao giờ nó cũng sẽ hiện bấy nhiêu đèn, và cái đèn nào mới được kích hoạt luôn luôn sẽ nằm ở cái vị trí mặc định là góc trên bên phải đó. Thế và các đèn này đều có khả năng di chuyển như nhau. Đấy, các bạn thích gì đến đâu thì các bạn gì đến đó, và các bạn sẽ thấy là cái sự chiếu sáng của cái đối tượng này nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta gắn bao nhiêu đèn và đèn nằm ở vị trí nào trong cái mô hình này. Còn không thích nữa thì đơn giản là các bạn tắt đèn nào thì các bạn bấm lại vào đúng cái đèn đó thì nó sẽ thu cái đèn đó lại và nó giảm về cái trạng thái gốc là không được đóng đèn. Thế còn cái biểu tượng này thì copy, nó gọi là copy thuộc tính, copy hiệu ứng, thì thực ra là trong tất cả các công cụ về hiệu ứng nó đều có cái này. Nó giúp cho chúng ta sao chép lại một cái kiểu hiệu ứng đã được gán cho một đối tượng mẫu nào đó. Ví dụ như tôi chọn đối tượng này, tôi cũng chọn Extrude, nhưng thay vì việc là thao tác trực tiếp thì tôi có thể bấm vào copy extrusion property. Sau đó thì chúng ta sẽ chỉ vào cái đối tượng mà nó được gán cái hiệu ứng đó. Các bạn nhớ là trong các cái trường hợp mà gán như thế này thì các bạn phải trỏ vào đúng cái phần phát sinh, chứ còn các bạn bấm vào cái bề mặt này thì là nó sẽ không hiểu, tại vì là cái đối tượng bề mặt này nó vẫn chỉ là cái đối tượng mẫu. Đấy, phải bấm vào home này. Đấy, thì nó mới tạo ra cái thao tác copy này. Bấm vào cái home nhé, thì lúc này nó sẽ học theo và nó sẽ nhại lại đúng theo cái kiểu làm hiệu ứng như thế. Thế còn tháo dỡ thì các bạn cũng sẽ thấy là bấm vào cái biểu tượng biển cấm ở cuối này thì nó sẽ tháo dỡ cái hiệu ứng ra và nó trả lại cho chúng ta cái đối tượng gốc ban đầu. Tuy nhiên còn có một cái đặc điểm nữa là những cái đối tượng mà gán hiệu ứng ở trong Corel thì đều có thể tách hiệu ứng ra khỏi cái vật chủ. Để làm việc này thì chúng ta sẽ chọn
cái đối tượng, nhưng các bạn nhớ là cũng bấm vào cái phần mà hiệu ứng nhé. Còn bấm vào mặt chủ này thì nó sẽ không ra được đâu. Đây, bấm vào mặt chủ, vào object này thì có một cái lệnh nó gọi là lệnh break. Lệnh này thì tôi cũng đã từng nói rồi, tức là trong Corel muốn tách một cái gì đó, muốn bẻ gãy một cái gì đó ra, muốn tháo dỡ một cái gì đó ra thì tất cả gần như là đều tháo dỡ bằng cái lệnh break này. Thế còn break này tùy vào vấn đề là break cái gì thì nó sẽ có tên tương ứng là như thế, nhưng mà ở trong Corel luôn luôn nó sẽ có cái lệnh bắt đầu với chữ break và phím tắt của nó luôn luôn là Ctrl K. Cái này là cái mà nó sẽ khác biệt rất lớn với lại thao tác làm ở trong Illustrator. Illustrator thì nó làm cái gì ở đâu thì tháo dỡ ra phải về đúng cái menu đó để tìm cái lệnh tương ứng. Thế nhưng mà trong Corel thì tháo dỡ thì hầu như là chúng ta có quyền tháo dỡ thì đều có thể tìm ở trong object và tìm tới lệnh break này. Đấy. Thế khi mà chúng ta bấm vào mật chủ thì các bạn sẽ thấy cái lệnh này không khả dụng. Nhưng nếu tôi bấm vào cái home, rồi bấm vào cái home tức là cái phần phát sinh, thì lúc này cái lệnh break này nó mới bắt đầu hiện lên và tôi có thể bấm vào đây để tôi tách gì đấy. Tôi tách cái phần phát sinh này ra phần mật chủ. Lúc này thì nó chả liên quan gì đến nhau nữa. Đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái đối tượng này của chúng ta nó rất là ảo. Đó. Nó không phải là khối thực. Vì sao? Các bạn nhìn thấy ở trong trường hợp này là một khối, trong khi tách ra các bạn chỉ thấy có 3 mặt thôi. Tức là nó sẽ chỉ cho các bạn nhìn thấy trong một thời điểm tối đa là 3 mặt. Đó. Ví dụ như đây là mặt trước này, mặt trên và mặt không phải. Thì đến lúc tách ra thì nó cũng cho các bạn nhìn thấy đúng từng đấy thứ thôi. Những cái thứ khác mà bị khuất lấp thì coi như nó lơ đi, nó coi như không có. Thế mà bây giờ nếu mà tôi ungroup ra thì tôi sẽ được cái gì? Tôi sẽ được các đường viền bao quanh của bề mặt đó và các cái bề mặt đó. Đấy, tôi có thể tách ra, tôi được những thứ như này. Và một trường hợp đặc biệt nữa thì sao? Đây, chúng ta xem thêm một cái trường hợp rất đặc biệt nữa là cái đối tượng của tôi nếu như mà là đối tượng rỗng thì sao? Đối tượng của tôi mà rỗng, tôi sẽ hủy tô cái bề mặt đi, thì lúc này nó sẽ phát sinh thêm cho tôi thành 4 bề mặt. Đấy. Mặt hậu là sẽ không có, tại vì mặt chính không có thì mặt hậu cũng sẽ không có luôn. Nhưng lúc này thì tôi sẽ có 4 cái đối tượng: mặt trên, mặt phải, mặt trái và mặt dưới. Và nếu mà tôi break, tôi tách nó ra. Thế đây, tôi sẽ có mặt chính này là trong suốt này, chỉ có đường viền này. Các mặt này ungroup ra này thì tôi sẽ có đây đấy. 1 2 3 4 đường viền và 4 bề mặt tương ứng với lại các cái bề mặt mà chúng ta nhìn thấy. Thì đây là nó là một cái trường hợp tương đối đặc biệt, khi mà chúng ta hủy cái kiểu tô bề mặt đi thì nó sẽ tạo ra thêm một cái hai cái mặt nữa. Đó. Bình thường ra chúng ta chỉ thấy là cái mặt hông ấy thì nó sẽ tạo ra chỉ hai cái thôi, nhưng lúc này nếu mà chúng ta đã làm extrude rồi mà chúng ta lại hủy cái tô bề mặt đi thì nó lại buộc lòng phát sinh ra thêm hai cái mặt nữa để giải quyết. Lúc này là nó được nhìn thấy rồi cho nên là nó sẽ không lơ đi, nó không bỏ kệ được hai cái mặt mà đang khuất nữa. Thế còn trường hợp mà chúng ta có cái đối tượng mà không có bề mặt này thì chúng ta có làm được cái extrude hay không? Cũng có đó, nhưng mà đây là một cái khối mà nó chả có màu mè, chả có gì cả. Ví dụ lúc này thì tôi có thể tô màu cho cái hông cũng được. Đấy, thích thì tôi vẫn có thể tô. Đấy, cho nên là các bạn có thể làm ngay từ đầu, hoặc là cái khối chính các bạn làm xong các bạn hủy tô bề mặt đi thì nó cũng đều ra được cái dạng trạng thái tương tự như thế này. Thế đến đây thì chúng ta mới xem thêm một cái vấn đề nữa cũng rất là quan trọng là cái điểm tụ của cái khối này
thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái đối tượng. Bây giờ chúng ta quan sát nhé, tôi tạo ra một khối và tôi bắt đầu tạo cái độ sâu như nào. Trong thực tế thì cái khi mà chúng ta đứng trước một cái đối tượng mà có chiều sâu, có mặt trước, có mặt sau, có trên, có dưới, vân vân, thì khi mà chúng ta thay đổi cái vị trí đứng của chúng ta để quan sát cái khối này thì chúng ta sẽ thấy được những cái hiển thị khác nhau. Ví dụ như là cái khối đang nhìn như thế này thì tôi hình dung ra tôi đang quan sát từ phía trên trước với bên phải và cái đối tượng. Do đó thì tôi nhìn thấy mặt trước, tôi nhìn thấy hông phải và tôi nhìn thấy một phần nóc của đối tượng. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi thay đổi vị trí mà tôi đứng thẳng trước mặt của đối tượng thôi chẳng hạn. Đấy. Thì về mặt nguyên tắc là tôi chỉ nhìn thấy cái mặt trước thôi, không nhìn thấy hông phải, không nhìn thấy hông trái. Thế còn đứng cao thì nhìn thấy thêm một tí cái nóc đúng không? Còn đứng thấp thì tôi sẽ nhìn thấy cái đáy. Tuy nhiên bây giờ chúng ta dịch đúng không? Chúng ta dịch trường nhìn thì chúng ta vẫn luôn luôn chỉ nhìn thấy gì đấy ạ? Chỉ nhìn thấy cái đối tượng như này. À đây là gọi là trường nhìn này cũng chưa đúng đúng không? Bây giờ tôi dịch đối tượng, ví dụ tôi đứng im đúng không? Và tôi dịch cái đối tượng sang phía bên phải. Tôi cũng vẫn thấy như thế. Tôi dịch sang phía bên trái cũng vẫn thấy như thế, không hơn không kém gì cả. Thế lý do vì là cái khái niệm gọi là nó có một thứ nó gọi là vanishing point. Vanishing point thì chính là cái gì ạ? Nó chính là cái điểm X này này, cái điểm tụ của chân trời này này, thì nó bị khóa luôn vào đối tượng. Có nghĩa là bất kỳ chúng ta nhắc nó lên, hạ nó xuống, đưa sang phải, đưa sang trái thì nó vẫn cứ là một cái thứ bất biến đối với đối tượng đó. Về xa gần, về trên dưới trái phải gì đó thì nó vẫn cứ giữ nguyên như thế. Và đây là cái trường hợp mà nó sẽ không được hợp lý lắm. Ví dụ tôi muốn ở trong này tôi muốn chồng hai khối lên nhau chẳng hạn. Tôi có hai khối hình tôi muốn chồng nó lên nhau. Tôi đặt vào đây và tôi không thể nào chồng nó một cách khớp hoặc là nó hợp lý được. Đơn giản là mỗi thằng này thì nó có một cái vanishing point khác nhau. Ví dụ đây, tôi kéo cái điểm tụ, tôi kéo cái này vào đây để tôi đánh dấu là điểm tụ của thằng A nằm đây. Đó. Thế còn điểm tụ của thằng B thì lúc này nó lại ở đây cơ. Đó, một thằng nằm đây, một thằng nằm đây. Rõ ràng là nó không khớp được vào nhau. Thế thì bây giờ chúng ta có thể can thiệp được vào hay không? Thế đây, chúng ta chọn một đối tượng. Thì chúng ta có thể thay đổi cái giá trị này. Các bạn sổ chính sách nhà ra thì nó cung cấp cho chúng ta có 4 tùy chọn khác nhau. Tùy chọn đầu tiên là mặc định là VP lock to object. Thế là vanishing point là được khóa vào đối tượng. Đó. Và cái này là bất biến, quan hệ giữa cái điểm tụ và quan hệ giữa cái đối tượng này là bất biến. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chọn VP lock to object hay là vanishing point lock to page thì lúc này chúng ta sẽ lại có cái sự khác biệt đây. Các bạn quan sát nhé, tôi chọn cái này. Lúc này ví dụ như là tôi dịch cái đối tượng đi này. Lúc này thì giống như tôi mô tả ở đấy, nghĩa là cái vị trí quan sát của tôi thay đổi thì tôi sẽ nhìn thấy những cái tham số khác nhau của đối tượng này. Như này là tôi đang nhìn ở góc bên trái, nhìn từ phía trên và nhìn từ phía trước vào đối tượng đúng không ạ? Bây giờ tôi nhắc cái đối tượng này lên thì lúc này thì tôi đang cũng vẫn ở bên trái phía trước, nhưng mà tôi đứng dưới đối tượng mà tôi nhìn lên và tôi nhìn thấy cả cái đáy. Nếu mà tôi dịch sang đây thì tôi lại nhìn thấy gì đấy ạ? Hông phải, mặt trước và đáy. Thế thì khi mà cái vanishing này nó được khóa vào trong gì đấy, khóa vào trong trang, thì cái việc mà chúng ta dịch cái đối tượng đi thì nó sẽ cho chúng ta quan sát thấy những cái góc độ hoàn toàn khác nhau. Thế và chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn nữa là copy VP from, thì để cho những cái đối tượng mà nó có sự đồng điệu về cái
phối cảnh thì chúng ta có thể là sử dụng cái lệnh copy vp from. Khi mà tôi chọn lệnh này và tôi chỉ vào một cái đối tượng thì lập tức là hai thằng sẽ làm sao đấy ạ? Sẽ học cái kiểu phối cảnh của nhau, và do đó thì nó sẽ có cái tính đồng điệu tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta chọn là share vanishing point thì lúc này hai thằng cũng chia sẻ với nhau cái vanishing, thì lúc đó các bạn hoàn toàn có thể là gì đấy ạ, chồng các đối tượng vào nhau mà nó sẽ ăn khớp được, vì lúc này là nó cùng chia sẻ với nhau một cái điểm tụ, do đó cái độ biến dạng, độ hút xa gần thì nó cũng sẽ giống nhau, và do đó thì chúng ta có thể là ghép những cái hình khối như thế này thành những cái tổng thể và nó sẽ phức tạp hơn. Thì đấy là một vài cái vấn đề mà chúng ta cần nắm được trong cái quá trình mà làm việc với lại cái hiệu ứng Xtrue ở trong Corel. Thế còn copy này rồi thì xóa này thì nó cũng rứa, giống như là những cái phần mà chúng ta đã trao đổi. Muốn xóa thì chỉ cần bấm vào đây là nó sẽ hủy đi, muốn học theo thì nhấp vào nó sẽ nhảy theo những cái mẫu mà đã cho sẵn như thế. Và đấy là những cái gì mà chúng ta cần nắm được khi mà làm việc với cái hiệu ứng Xtrue này.